Cận cảnh Mazda 2 2020 giá từ 509 triệu đồng tại Việt Nam. Thaco đã chính thức giới thiệu trưng bày hai mẫu xe New Mazda 2 và New Mazda 2 Sport trên toàn quốc. Mazda 2 2020 có giá khởi điểm từ 509 triệu đồng cho bản sedan 1.5S. New Mazda 2 ghi dấu ấn bằng thiết kế ấn tượng, đơn giản, nhưng sống động, và tinh tế, kết hợp với khả năng vận hành ổn định, và linh hoạt, mạnh mẽ, nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu bậc nhất phân khúc. New Mazda 2 cũng. Được giới thiệu với 4 phiên bản so với 2 phiên bản của mẫu xe hiện hữu. Để khách hàng có thể có được sự lựa chọn phù hợp nhất. New Mazda 2 Sport nổi bật với thiết kế thể thao và trẻ trung, khả năng vận hành mạnh mẽ và tối ưu. New Mazda 2 Sport chứa đựng thông điệp tự tin và năng động thể hiện tính cách của nhóm khách hàng đặc trưng là những phụ nữ thành đạt có phong cách sống hiện đại. Mẫu xe New Mazda 2 Sport cũng được giới thiệu với 3 phiên bản với nhiều lựa chọn về trang bị. Lưới tản nhiệt kích thước lớn, cách điệu với họa tiết kim loại tinh tế, thiết kế mở rộng theo phương ngang mang đến một diện mạo bề thế hơn, cản trước, cản sau, được mở rộng tạo tư thế đầm chắc, vững chãi. Cụm đèn LED phía trước chìm, vào thân xe, và vuốt ngược về phía sau, liền mạch với đường viền chrome, được tạo hình đặc trưng signature wing thể hiện biểu cảm sâu sắc và táo bạo, đặc biệt là hệ thống đèn LED thích ứng thông minh A liên hiệp. Adaptive LED Headlight hiện đại nhất với tính năng tự động điều chỉnh cường độ, và phạm vi chiếu sáng theo tốc độ. Được chia nhỏ thành 20 phân vùng chiếu sáng độc lập, tầm chiếu sáng xa nhất lên đến 235m. Mâm xe 16 inch với 8 chấu kép sống động là điểm nhấn để tăng thêm sự cuốn hút của thiết kế mới. Với các thông số vận hành tốt nhất so với các mẫu xe cùng kích cỡ như chiều dài cơ sở lớn nhất 2570mm và bán kính quay vòng nhỏ nhất 4,7m. Khả năng tăng tốc nhanh nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất từ 4,76 đến 5,01 lít/100km tùy phiên bản với mẫu xe New Mazda 2, phải và 4,62 đến 5,05 lít 100 km với mẫu xe new Mazda 2 Sport trên lộ trình hỗn hợp số liệu từ cục đăng kiểm Việt Nam, new Mazda 2 và new Mazda 2 Sport thể hiện chất lượng vượt trội về khả năng vận hành linh hoạt, mạnh mẽ và tối ưu. Không gian bên trong xe được làm mới bằng vật liệu cao cấp và sử dụng cách phối màu phù hợp tinh tế với ba tùy chọn màu sắc: xám xanh, nâu và đen, giúp thỏa mãn mọi giác quan. Với triết lý human centric Giao diện điều khiển trên hai mẫu xe đều, được thiết kế xoay quanh người, dùng, từ cách bố trí chân ga, vị trí lái xe, hệ thống thông tin, giải trí cho đến điều chỉnh tầm nhìn của người lái xe nhằm giảm thiểu điểm mù, và phân tâm khi lái xe, bổ sung hàng loạt tiện ích như, màn hình hiển thị thông tin hút, kết nối Apple CarPlay Android Auto, gương tự động chống chói giúp người lái dễ dàng kết nối và điều khiển mọi tính năng trong tầm tay. Hệ thống kiểm soát gia tốc giảng việc Plus giúp người lái kiểm soát tốt nhất sự ổn định và cân bằng của xe ngay trong mọi tình huống chuyển hướng. Các phiên bản premium của hai mẫu xe được trang bị hệ thống an toàn chủ động thông minh Ear Tip -sen với các tính năng an toàn cao cấp nhất trong phân khúc đã được trang bị trên các mẫu xe SUV 5 chỗ cư xá trừ 5 và SUV 7 chỗ cư xá trừ 8. Các tính năng nổi bật bao gồm BSM, Blind Spot Monitoring, hệ thống hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố cán bộ. Smart City Brake Support cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi ACTA. Rear Cross Traffic Alert cảnh báo chạch làn đường LDWS. Lên Departure Warning System, lưu ý người lái nghỉ ngơi DAA. Driver Attention Alert, hai mẫu xe New Mazda 2 và New Mazda 2 Sport, được giới thiệu theo lộ trình nâng tầm thương hiệu và sản phẩm của Mazda tiếp tục hiện thực hóa thông điệp sản phẩm thế hệ mới kỷ nguyên mới thương hiệu mazda với sự phát triển đồng bộ từ sản phẩm hệ thống phân phối và tinh thần tân tâm phục vụ khách hàng mọi người rất muốn biết bạn nghĩ như nào hãy để lại bình luận dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại